Xin chào quý khán thính giả của Dòng Máu Lạc Hồng. Thưa các bạn, trong lần phát biểu tại hội nghị tổng kết nhìn lại 35 năm đổi mới hồi đầu năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói với nhau rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay." Câu nói đầy cảm xúc ấy khiến những người Việt yêu nước chúng ta đầy tự hào. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Việt Nam ở đâu trên bản đồ thương hiệu quốc gia và quyền lực mềm thế giới? Nếu bạn tò mò về câu trả lời thì đừng bỏ lỡ chuyên mục Báo chí quốc tế nói gì về Việt Nam của Dòng Máu Lạc Hồng tuần này. Vâng, thưa các bạn, hôm 21 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Tư vấn Chiến lược và Định giá Thương hiệu Độc lập hàng đầu thế giới Brand Finance có trụ sở tại London, Anh và hàng năm tiến hành định giá 70.000 thương hiệu trên thế giới đã công bố báo cáo định giá thương hiệu quốc gia Việt Nam và top 50 doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Theo bảng xếp hạng của Brand Finance, thương hiệu Việt Nam năm 2022 có giá trị đạt 431 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 thế giới. Đáng chú ý tới thứ hạng, quan trọng hơn cả, Việt Nam là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất trên toàn thế giới, tăng 74% trong giai đoạn từ 2019 đến 2022. Tăng nhanh nhất thế giới các bạn nhé. Để chứng minh cho khả năng thăng hạng siêu tốc của Việt Nam, tổ chức trên đã đưa ra con số cụ thể. Nếu năm 2019, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam mới chỉ được Brand Finance định giá là 274 tỷ đô la Mỹ thì năm 2020 là 319 tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với năm trước. Sang năm 2021, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam là 388 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2020. Đến năm 2022, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm trước. Xét riêng về tăng trưởng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, Brand Finance đánh giá trong top 100 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam, mức tăng trưởng về giá trị cũng cao nhất khu vực với 36% so với mức tăng trưởng Singapore là 22%, Indonesia là 22%, Malaysia là 10%, Thái Lan là 4%. Trong những doanh nghiệp có giá trị thương hiệu dẫn đầu, có rất nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam như Viettel, Vinamilk, MB, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Hòa Phát. Đặc biệt, Viettel được định giá 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,5% so với năm ngoái, tiếp tục trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ 7 liên tiếp. Chắc chắn với bảng xếp hạng trên, nhiều bạn phần nào đã có câu trả lời, vị thế của Việt Nam nằm ở đâu? Đặc biệt, những ai còn nghi ngờ hay xuyên tạc câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì bảng xếp hạng đó là minh chứng khách quan nhất. Lại nói về hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Tuần qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 bước vào tuần làm việc cực kỳ quan trọng. Trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam đã tham gia điều hành khai mạc phiên thảo luận chung trên nước Mỹ. Một Việt Nam hiện diện ở những tổ chức uy tín nhất thế giới. Một Việt Nam tham gia vào vấn đề toàn cầu một cách đầy trách nhiệm, chủ động và có tiếng nói ngày càng được khẳng định. Với đóng góp và hoạt động tích cực của Việt Nam trước vấn đề chung của quốc tế, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đó cũng chính là một vị thế Việt Nam mới, một hình ảnh đẹp được nhiều báo chí, trang tin quốc tế đưa tin. Thưa các bạn, giá trị thương hiệu quốc gia thăng hạng chắc chắn sẽ là bệ phóng cho vị thế của Việt Nam trên tất cả các mặt trận. Nó giúp định vị tốt hơn vị thế đất nước, đem đến nhiều lợi ích về xuất khẩu, thu hút đầu tư, cơ hội tăng trưởng du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, câu chuyện kinh tế Việt Nam vẫn là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm nhiều nhất tuần qua. Ấn bản The Economist hôm 22 tháng 9 có bài viết Việt Nam đang nổi lên như một người chiến thắng trong kỷ nguyên phi hạt nhân hóa. The Economist đã dẫn chứng sản phẩm điện tử được sản xuất tại Việt Nam là điện thoại Samsung của Brazil, với mặt sau dán mẫu tem toàn cầu hóa quen thuộc được khắc dòng chữ Bồ Đào Nha Fabricado no Vietnamni, Made in Vietnam. The Economist đánh giá, việc ngày càng nhiều công ty công nghệ lên kế hoạch sản xuất ở Việt Nam có thể giúp kinh tế quốc gia này tăng trưởng cao hơn và giúp cho hàng triệu người Việt Nam trở nên giàu có hơn trong tương lai. Ấn bản này cho rằng, Việt Nam nắm nhiều lợi thế từ lực lượng lao động, chính sách chính phủ tới hình mẫu thành công của nhiều doanh nghiệp trước. Tuy nhiên, nếu muốn trở nên giàu có như Trung Quốc hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam sẽ phải đầu tư không chỉ vào cơ sở hạ tầng mà còn cả con người, lực lượng lao động chính yếu của mình.
đó là lời khuyên dành cho Việt Nam tuần qua. Tiếp tục khẳng định vị thế mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn, trang tin TechCrunch có bài Apple sẽ chuyển 25% sản lượng iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025, 20% iPad và Apple Watch sang Việt Nam. Dẫn báo cáo được JP Morgan xác nhận, TechCrunch cho hay, Apple hiện đang chuẩn bị đưa hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất quan trọng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam thậm chí có tương lai hơn Ấn Độ khi đã có hình mẫu cho sự thành công trước đó là Intel hay Samsung. Hãng dịch vụ tài chính lâu đời của thế giới JP Morgan cũng lưu ý, sự hiện diện của những gã khổng lồ sản xuất nước ngoài cùng với nguồn lao động dồi dào và chi phí lao động cạnh tranh khiến Ấn Độ và Việt Nam trở thành một địa điểm đáng mơ ước. Cùng nội dung này, Việt Nam khẳng định vị thế công xưởng sản xuất lớn nhất thế giới của Samsung với hơn 50% sản lượng điện thoại smartphone Samsung toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam là thông tin mà tờ Sputnik News đưa ra. Theo dữ liệu tập đoàn Samsung Electronics công bố trong báo cáo tài chính chi tiết quý 2 năm 2022 cho thấy, 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đem về gần 38 tỷ đô la cho ông lớn Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2022 và tiếp tục củng cố vị thế công xưởng sản xuất điện thoại thông minh smartphone số 1 toàn cầu của Samsung. Samsung đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 69 tỷ đô la Mỹ, đầu tư thêm 3,3 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trong năm 2022. Điều này khẳng định vị thế Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu của Samsung. Chưa hết, hôm 23 tháng 9, khi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Choi Jo-hoo, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, Samsung sẵn sàng hợp tác với nhau nhiều doanh nghiệp Việt Nam và sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Điều đó sẽ giúp Việt Nam sớm có doanh nghiệp nội thực sự chủ động tham gia vào cuộc chơi toàn cầu. Sputnik News có bài viết Samsung đề xuất về vấn đề chuyển giao công nghệ với Việt Nam. Từ kết quả tốt đẹp và đầy triển vọng đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố bản cập nhật báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2022 hôm 22 tháng 9 khẳng định kinh tế Việt Nam phục hồi vượt cả mong đợi. Theo đó, ADB đã hạ thấp triển vọng tăng trưởng của châu Á trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng và nâng dự báo lạm phát ở các nền kinh tế châu Á đang phát triển trong năm nay từ dự báo trước đó là 3,7% lên 4,5% năm 2023, được nâng từ 3,1% lên 4%. Tuy nhiên, với Việt Nam, vẫn là dự báo khác biệt. Theo đó, ADB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay và tăng 6,7% trong năm tới. Về lạm phát, dự báo của ADB về lạm phát ở Việt Nam không thay đổi qua 3 lần báo cáo, duy trì ở mức 3,8% cho năm 2022 và 4% cho năm 2023. Ông Andrew Ziffer, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều thách thức. Kinh tế phục hồi ổn định nhờ các cân đối kinh tế mạnh, được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của ngành sản xuất, chế biến chế tạo và dịch vụ. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á của ADB cũng chỉ ra lý do thành công của Việt Nam khi cho rằng yếu tố then chốt để Việt Nam phục hồi nhanh chóng là do các nền tảng kinh tế vĩ mô vững mạnh giúp Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nhiều từ tình hình chung. Thông tin này được đưa ra trong bài Yếu tố để Việt Nam phục hồi nhanh chóng đăng tải trên trang adb.org. Ngoài những thông tin tươi sáng trên thì tuần qua, một trang tin quốc tế cũng đã có bài viết cảnh báo về cái giá phải trả của nền kinh tế đang phát triển và đề cập tới Việt Nam. Nikkei Asia dành một bài viết dài để nói về những vấn đề mà vị thế nền tảng lắp ráp toàn cầu mang lại cho Việt Nam. Nếu Việt Nam không chuyển sang sản xuất các sản phẩm tinh vi với phần lớn các nhà cung cấp là người Việt Nam, thì có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự suy giảm công nghệ, ô nhiễm môi trường, năng suất lao động thấp, tiêu thụ nhiều năng lượng và hiệu quả thấp. Một bài báo đầy cảm xúc trên tạp chí Counterpunch đề cập đến mặt trái trong sự bùng nổ của nền kinh tế Việt Nam như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Điều này liên quan đến nạn chặt phá rừng, đánh bắt cá quá mức ở Biển Đông và gây ra ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Đây là lời cảnh báo mà Việt Nam không thể bỏ qua. Tất nhiên, Việt Nam đã nhận ra điều này. Một trong những thay đổi tích cực là chúng ta sẽ thu hút FDI nhưng có chọn lọc và không bất chấp, không đi theo vết xe đổ của nhiều nước khác như cam kết của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong cuộc gặp hôm 23 tháng 9. Việt Nam luôn xác định không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần,
mà cần có sự cân bằng giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Các bạn thân mến, với tiềm lực vị thế có được của hôm nay, Việt Nam trở thành hình mẫu là cảm hứng mà nhiều chuyên gia quốc tế muốn mang câu chuyện Việt Nam kể ra thế giới, như CEO HSBC tại Việt Nam chia sẻ trong hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cuối tuần trước. Hy vọng câu chuyện về một Việt Nam bền bỉ, kiên cường, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không vội vàng sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều nền kinh tế trên thế giới. Đến đây, video của Dòng Máu Lạc Hồng cũng xin dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.